Xin chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học ôn tập tiết 2. Ôn tập học giờ thứ 2 tiết 6 tiết 7 của sách tiếng Việt lớp 3, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 76 77. Chúng ta vào phần đầu tiên là phần A, đọc câu 1, đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi. Chúng ta sẽ cùng đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới. Bé gõ vừa gõ cửa gọi bé, bé ra đã biến rồi. Thấy rung rinh cành lá, lại trèo me đấy thôi. Gió lúc nào cũng chạy, suốt ngày vội thế à. Lúc nào cũng huýt sáo, lúc nào cũng hát ca. Gió thích chơi trong chóng, cùng bé chơi thả diều. Lại giật tung nón bé, gió bông đùa chọc trêu. Ơi gió yêu của bé, còn trẻ hay đã già. Lúc rì rầm thủ thỉ, lúc ầm ào thét la. Gió tới đâu bé biết, sao bé nhìn không ra. Câu hỏi A, nhờ đâu bé nhận ra gió? B, gió trong bài thơ có gì đáng yêu? Chúng ta sẽ có câu trả lời như sau. Ý A, bé nhận ra gió vì nhờ cái việc mà bé thấy cành lá rung rinh. B, gió trong bài thơ có gì đáng yêu? Gió trong bài thơ có điểm đáng yêu là lúc nào cũng vội vã, lúc nào cũng huýt sáo. Hát ca, thích chơi trong chóng, cùng bé thả diều. Chúng ta làm câu số 2, đọc hiểu. Chú sẻ và bông hoa bằng lăng. Chúng ta cũng sẽ đọc bài này, đọc kỹ về sau đó trả lời các câu hỏi về nội dung của bài đọc này. Ở gần tổ của một chú sẻ non đang tập bay, có một cây bằng lăng. Mùa hoa này, bằng lăng nở hoa mà không vui vì bé thơ, bạn của cây, phải nằm viện. Sẻ non biết bằng lăng đã giữ lại một bông hoa cuối cùng để đợi bé thơ. Sáng hôm ấy, bé thơ về, bông bằng lăng cuối cùng đã nở. Nhưng bông hoa lại nở cao hơn cửa sổ nên bé không nhìn thấy nó. Bé cứ ngỡ là mùa hoa đã qua. Sẻ non rất yêu bằng lăng và bé thơ. Nó muốn giúp bông hoa. Nó chắp cánh bay vù về phía cành bằng lăng mảnh mai. Nó nhìn kỹ cành hoa rồi đáp xuống. Cành hoa trao qua, trao lại. Sẻ non cố đứng vững. Thế là bông hoa trúc hẳn xuống, lọt vào khuôn cửa sổ. Lập tức, sẻ nghe thấy tiếng reo từ trong gian phòng tràn ngập ánh sáng, ánh nắng. Ôi đẹp quá, sao lại có bông bằng lăng nở muộn thế kia? Ở đây có từ giải thích từ ngữ. Bằng lăng là cây thân gỗ, hoa màu tím hồng. Trúc là chúi thấp xuống, hoặc chúi xuống thấp. Trả lời câu hỏi và thực hiện yêu cầu. Câu hỏi A. Câu chuyện có những nhân vật nào? Trong câu chuyện này của chúng ta có nhân vật đó là bằng lăng, bé thơ và sẻ non. B. Vì sao mùa hoa này bằng lăng nở hoa mà không vui? Vì bằng lăng chỉ nở một bông hoa. Vì hoa nở không đẹp như mùa hoa trước. Vì bé thơ bạn của bằng lăng phải nằm viện. Trong bài nó đến mùa này bằng lăng nở nhưng mà không vui bởi vì bé thơ bạn của bằng lăng phải nằm viện. Vì vậy chúng ta sẽ chọn câu 3 này, đúng không? Chọn câu 3 này. Đấy. Tiếp tục ý câu C. Bằng lăng làm gì để thể hiện tình bạn với bé thơ? Nó chọn một trong ba câu sau. Cành bằng lăng ghé sát vào cửa sổ nơi bé nằm. Bằng lăng đợi bé thơ trở về mới nở hoa. Bằng lăng giữ lại bông hoa cuối cùng để đợi bé thơ về. Chúng ta có câu cuối cùng, chính là câu đáp án của chúng ta. Bằng lăng giữ lại bông hoa cuối cùng để đợi bé thơ về. Câu D. Khi trở về nhà, vì sao bé thơ nghĩ mùa hoa bằng lăng đã qua? Trả lời. Khi trở về nhà, bé thơ nghĩ mùa hoa bằng lăng đã qua vì bông hoa bằng lăng lại nở cao hơn cửa sổ, nên bé không nhìn thấy nó.
Ý e, xỉa non làm gì để giúp bé thơ nhìn thấy bông hoa bằng lăng nở muộn? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ viết tiếp vào ô trống để hoàn thành câu trả lời. Đây, chúng ta sẽ viết tiếp vào những chỗ trống này. 1, 2, 3 chỗ trống, đúng không? Xẻ non, chấm chấm về phía cành bằng lăng mảnh mai. Nó nhìn kỹ cành hoa rồi, chấm chấm chấm. Cành hoa trao qua, trao lại. Xẻ non, chấm chấm chấm. Để bông hoa trúc xuống, lọt vào khuôn cửa sổ. Chúng ta sẽ có đáp án như sau. Xẻ non chắp cánh bay vù về phía cành bằng lăng mảnh mai. Ở đây chúng ta cái ba chấm đầu tiên chúng ta sẽ điền chắp cánh bay vù. Nó nhìn kỹ cành hoa rồi đáp xuống. Ở cái ô trống tiếp theo chúng ta sẽ điền từ đáp xuống. Cành hoa trao qua trao lại. Xẻ non cố đứng vững để bông hoa trúc xuống lọt vào khuôn cửa sổ. Chúng ta sẽ điền cố đứng vững vào cái ô trống thứ ba. Ý G, tìm ý tương ứng với mỗi đoạn. Người ta đã cho sẵn các đoạn. Đoạn 1 từ đầu đến đợi bé thơ. Đoạn 2 từ tiếp theo đến đã qua. Đoạn 3 là phần còn lại. Và đã cho sẵn các ý. Xỉa non giúp hoa bằng lăng và bé thơ. Bằng lăng nở hoa mà không vui. Bé thơ nghĩ mùa hoa bằng lăng đã qua. Chúng ta sẽ có đáp án đoạn 1, đó là bằng lăng nở hoa mà không vui. Đoạn 2 là bé thơ nghĩ mùa hoa bằng lăng đã qua. Và đoạn số 3 là nội dung đó là xẻ non giúp hoa bằng lăng và bé thơ. Câu H, theo em câu chuyện nói với chúng ta điều gì? Chính là nói về nội dung của cái câu chuyện này, đúng không? Theo em thì câu chuyện nói với chúng ta là đó là ca ngợi tình cảm đẹp đẽ, cảm động mà bông hoa bằng lăng và xẻ non đã dành cho bé thơ, để chúng ta thấy được xung quanh ta có nhiều điều rất tươi đẹp và đáng yêu, đáng quý. Ý Y, tìm trong câu chuyện 3 từ ngữ chỉ hoạt động của chú xẻ non. Chúng ta sẽ đọc lại bài và tìm 3 từ ngữ chỉ hoạt động. Ở trong bài này thì chúng ta sẽ có 5 cái từ ngữ, 1, 2, 3, 4, 5 từ ngữ chỉ hoạt động. Chúng ta có thể chọn 3 trong 5 từ ngữ này. Vì bài chỉ yêu cầu tìm 3 từ ngữ thôi, nên chúng ta chỉ tìm 3 từ ngữ nhé. Và chúng ta sẽ chọn 3 trong 5 từ ngữ này. Ta có các từ ngữ chỉ hoạt động của chú xẻ non trong câu chuyện là nhé. Chúng ta chọn 3 thôi nhé. Tập bay, chắp cánh, bay vù, đáp xuống, đứng vững. Ý ca, mỗi câu dưới đây thuộc kiểu câu nào? Bông hoa bằng lăng đẹp quá. Chúng ta thấy đọc đúng không? Có từ quá đúng không? Đẹp quá, rất đẹp đúng không? Đẹp mê hồn đúng không? Với từ này chính là cái biểu lộ cái cảm xúc đúng không? Đấy. Và cuối câu nó có dấu chấm than như vậy, đây chính là câu cảm thán. Đúng không? Kiểu câu là câu cảm thán để biểu lộ cảm xúc của người nói. Vậy câu này là câu cảm thán. Tiếp theo, sao lại có bông hoa bằng lăng nở muộn thế kia? Đây chắc chắn là câu hỏi rồi đúng không? Cuối dấu câu cuối câu có dấu chấm hỏi. Và đây là câu hỏi. Và câu này cần phải trả lời đúng không? Đó chính là câu hỏi đấy. Hỏi sao, tại sao đấy đúng không? Tiếp theo, xẻ non rất yêu bằng lăng và bé thơ. Câu này cũng không phải là nêu cảm xúc đúng không? Cũng không phải hỏi ai cả. Không phải yêu cầu ai làm gì cả đúng không? Vậy nó cũng không phải là câu khiến hay câu cảm hay là câu hỏi đúng không? Mà nó là cái câu, câu này là câu kể thôi đúng không? Câu rất bình thường thôi, câu nói bình thường là câu kể. Ta thấy là câu kể thì cuối câu nó có dấu dấu chấm nhá. Đấy, thường như vậy.
Rồi câu hỏi đây đúng không? Cuối câu nó có dấu chấm hỏi này, đúng không? Câu cảm thán thì cuối câu nó có dấu chấm, chấm than đấy. Dựa vào nội dung của cái câu này và cái dấu đi kèm với câu đó, ta sẽ phân biệt được nó là câu gì nhé. Tiếp theo, sẻ non hãy giúp bé thơ nhìn thấy bằng lăng nở hoa đi. Chúng ta thấy nó có dấu chấm than nhưng nó lại không phải là câu cảm thán như trên này, đúng không? Vậy chúng ta phải dựa vào cái nội dung của cái câu nói này để chúng ta phân biệt xem nó là cái câu gì, đúng không? Đây chính là câu khiến. Đấy. Câu khiến là chúng ta yêu cầu ai đó làm việc gì, đúng không? Thì ta gọi đó là câu khiến. Ở đây là sẻ non. Câu nói là sẻ non hãy giúp bé thơ nhìn thấy bằng lăng nở hoa đi. Đấy, chính là yêu cầu sẻ non giúp đỡ bé thơ, đúng không? Chính là cầu khiến đấy, đúng không? Vậy ta có đây chính là câu khiến. Ta chuyển sang phần B là viết. Câu 1. Nghe viết gió. Bài gió, bài thơ gió, ba khổ thơ đầu. Bây giờ chúng ta sẽ tự viết nhé. Chúng ta sẽ viết đúng chính tả này. Viết là hoa các chữ cái đầu dòng thơ. Đấy, vì là bài thơ nên viết hoa các chữ cái đầu dòng thơ. Và chú ý là có ba khổ thơ thì giữa các khổ thơ chúng ta sẽ cách nhau một dòng. Chúng ta sẽ viết tiếp đến câu số 2 này. Học đến câu số 2 nhé. Viết đoạn văn về một nhân vật yêu thích trong câu chuyện em đã được nghe kể. Đã được nghe kể này. Đấy. Viết đoạn văn về một nhân vật yêu thích trong câu chuyện em đã được nghe kể. Gợi ý, câu chuyện em đã được nghe kể là gì? Em thích nhất nhân vật nào trong câu chuyện đó? Em thích nhất điều gì ở nhân vật đó? Và em có suy nghĩ cảm xúc gì về nhân vật đó? Tiếp theo chúng ta sẽ nói được tên câu chuyện chúng ta đã được nghe kể và nêu được là nhân vật thích nhất trong câu chuyện đó là gì? Và nói về cái điều thích nhất ở nhân vật đó là cái điều gì, đúng không? Rồi cái cảm nghĩ chính là cái cảm xúc, chính là cái suy nghĩ của chúng ta về nhân vật đó. Mời chúng ta cùng tham khảo bài viết. Bài viết thứ nhất là bài tham khảo 1. Em được nghe kể chuyện gió lạnh đầu mùa của nhà văn Thạch Lam. Em rất ấn tượng với nhân vật cô bé Hiên. Hiên là một cô bé nhà nghèo, thiếu thốn đủ đường. Mẹ của em làm nghề mò cua bắt ốc, nên chẳng đủ tiền may áo mới cho em. Vậy nên, dù trời đông rét buốt, em vẫn chỉ mặc có một manh áo tả tơi, hở cả lưng và tay. Tuy vậy, nhờ tình thương và sự quan tâm ấm áp của chị em Sơn cùng mẹ của Sơn, cuối cùng Hiên đã có được chiếc áo ấm của mình. Qua nhân vật Hiên, tác giả giúp em cảm nhận được tình ấm áp của con người với nhau trong xã hội. Chỉ cần chúng ta cho đi, yêu thương, đùm bọc, san sẻ cho nhau, thì mùa đông sẽ không còn lạnh lẽo nữa. Tiếp theo chúng ta cùng tham khảo bài tham khảo số 2. Em rất thích nghe các câu chuyện cổ tích. Tuy được nghe rất nhiều, nhưng em vẫn luôn đặc biệt ấn tượng với câu chuyện Thạch Xanh. Đó thực sự là một câu chuyện rất hay và hấp dẫn. Chàng Thạch Xanh tuy sớm mồ côi cha mẹ, phải sống cuộc sống nghèo khổ, cô đơn dưới gốc đa, nhưng chưa bao giờ có lòng tham hay suy nghĩ xấu xa. Khi học được một khi có bản lĩnh tài giỏi, chàng đã dùng để diệt ác giúp dân chứ không dùng nó để mưu hại người khác. Tấm lòng nhân hậu đức độ của chàng khiến em nể phục vô cùng. Hình ảnh chàng Thạch Xanh quên mình chiến đấu với Trần Tinh, Đại Bàng Tinh để cứu người, không mong chờ hồi đáp gì, luôn là bức tượng vàng chói lọi. Chàng ấy thực sự là một người anh hùng vĩ đại. Dù sau này biết đến thêm nhiều người anh hùng khác, vẫn không có ai thay thế được Thạch Xanh trong lòng em.